Sáng ngày 5 tháng 2 năm 2024, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2 năm 2024 thôn Tân Trung, Đảng bộ xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, mặc dù đã vào thời điểm cận Tết, song công tác tổ chức sinh hoạt Đảng tại chi bộ vẫn đảm bảo nghiêm túc. Các đảng viên có nhiều ý kiến phát biểu dân chủ sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Tuy vậy, đồng chí cũng bày tỏ nhiều trăn trở khi xã Phú Cường phấn đấu năm 2025 trở thành phường, thôn Tân Trung nằm trong thành phố nhưng đường làng ngõ xóm vẫn còn nhỏ, môi trường vẫn chưa thực sự trong sạch. Trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên làm sao cho kinh tế phát triển được. Xã của chúng ta đã nằm trong nhóm 5 xã là sẽ lên phường. Mà đã lên phường đến năm 2025 nhất định là phải bố trí nguồn lực để đáp ứng được các tiêu chí về đô thị loại 2 của thành phố Hưng Yên trong thời gian không còn dài nữa, chỉ còn 2 năm thôi. Các đồng chí bí thư cấp ủy từ thành ủy cho đến xã rồi thôn, các đồng chí hết sức là quan tâm. Cái gì mà các đồng chí làm được thì ráng mà làm cho dân. Cái gì khó không thực hiện được thì báo cáo cấp trên mà không thực hiện nữa thì báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lo cho dân.